rồi. Các bạn nhìn nè, chỗ này là một cái suối các bạn à. Bây giờ mình phải di chuyển qua cái cầu gỗ này nè. Quái cá trưởng, cái nào sập cầu không ta? Thôi chạy qua từ từ cho nó ăn. Rồi ok, ngon lành các bạn ơi. Đấy rồi, ok, mượt mà luôn. Ủa cái đường này nó bị sình lầy rồi. Ôi trời ơi, bây giờ mình phải bò qua cái đống sình lầy này các bạn. Ôi trời ơi, vừa đi gọi là đường đường cầu bằng gỗ các kiểu đã sợ rồi, bây giờ còn thêm đường bị sình lầy nữa các bạn. Anh em phải bò qua cái đoạn này bằng cái zip xe mà nó nhúng phải không, lên xuống rồi kìa. Con chó đeo dây an toàn vô không, một hồi là cắm đầu luôn ấy. Nó không đeo dây an toàn mà nó ngồi rồi nè các bạn. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và đây chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS 2 để cùng nhau trải nghiệm xe tải nha các bạn. Và ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau quay trở lại trải nghiệm con xe tải quen thuộc với chúng ta, gọi là rất là lâu rồi mới chơi lại các bạn, đó là con Hino 500. Đó, thì cái con này thì nó là cái phiên bản mod hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cái bản mod này mình nhớ không lầm là như là của Indo hay sao ấy, Indo hay Ấn Độ gì đấy mình không nhớ, nhưng mà hồi xưa nó đã có từ lúc mà cái phiên bản 1.26 rồi các bạn. Và bây giờ nó là phiên bản 1.43 rồi, các bạn biết là nó khá là cổ, khá là lâu rồi. Đó, thì với cái phiên bản xe cái bản mod này các bạn, thì nó sẽ có cái thiết kế ở ngoại thất, nói chung cũng phải gọi là được được các bạn. Đó, phải gọi là được được. Đó, còn nội thất thì nó hơi xấu một tí, để mình cho các bạn xem cái nội thất đây. Ngoài cái vô lăng với cái táp lô thì nó chẳng có cái gì chứ các bạn. Đây các bạn nhìn trên này nó còn chưa thiết kế xong nè. Xấu chứ các bạn, vãi cả chưởng, cái cửa nó còn xấu ác nữa nè. Đấy, này chở chó đi đi trong cùng chuyến xe cho các bạn. Đó, thì nội thất nó rất là xấu các bạn. Nhưng mà cái ngoại thất nó cũng gọi là tạm được được một tí. Đây các bạn xem thấy không? Đó. Và cái điều đặc biệt của cái con này mình thích á là nó có cái thùng hàng phía sau các bạn, chở rất là nhiều món luôn. Các bạn nào mod về các bạn sẽ tùy chỉnh được những cái món hàng chở phía sau ấy, rất là nhiều. Ví dụ như chở cái thùng xăng nè, xe bồn mấy các bạn, rồi chở mấy cái thùng ga, hay là chở xe ben, hay là chở gỗ như của mình, nói chung rất nhiều, chở xi măng này nọ luôn, rất là nhiều luôn. Nên là các bạn nào mà thích chở nhiều món hàng thì mod cái bản này chơi rất là ok luôn. Đó, còn các bạn nào mà muốn cái phiên bản đẹp, xe đẹp các kiểu ấy, và nó nội thất ngoại thất đồ đẹp các kiểu, thì các bạn nên mua cái bản mod của anh Trần Đức Quốc An mà hồi trước mình có trải nghiệm cho các bạn ấy. Còn bản này là hoàn toàn miễn phí, thì chắc mình có để cái đường link ở phía dưới cho các bạn tải về chơi luôn ha. Và ngày hôm nay thì mình với các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm một cái chuyến hành trình vận chuyển gỗ. Hiện tại mình đang ở trong khu rừng các bạn, rất là rộng lớn luôn, và hiện tại ở đây đang khai thác gỗ ấy, nên là mình sẽ vận chuyển gỗ. Gỗ này là mình mua nha các bạn, không phải là mấy cái gỗ bự, cái này mình mua là những cái đọt thôi, những cái đọt nhỏ thôi để mình đem về nhà của mình. Đó, thì mình sẽ vận chuyển hành trình vận chuyển gỗ từ rừng về nhà nha các bạn. Và con Hino 500 này bây giờ chắc mình sẽ bắt đầu chương trình luôn, để không để các bạn chờ lâu nữa. Rồi mình đề máy đó nè. Ok, con chó mày ngồi yên nhá, con chó không có đeo dây an toàn các bạn. Mình thân gấp chắc nó chúi nhủi luôn ấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ di chuyển ra nhá. Ok, nãy giờ mình mới để ý các bạn, cái chiếc cạp gỗ đây nè các bạn, nó nằm trong cái bụi gỗ luôn. Ê kìa, trúng xe tao mày. Rồi ok, bây giờ công việc đầu tiên của mình là làm sao di chuyển ra được khỏi cái khu rừng này trước cái đã. Xe cho các bạn nghe kèn đó nè. Thôi kèn nghe hấp dẫn không. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển ra được khỏi khu rừng này trước cái nha các bạn. Thôi đây có một cái thùng hàng gỗ của ai đang để đây nữa các bạn. Cái thùng đó thì của xe đầu kéo ấy. Rồi chỗ này như cái ngã ba, mình sẽ quẹo phải nha. Rồi các bạn có để ý không, đây là cái GPS bản đồ nè. Hiện tại mình đang trong rừng rồi, nó không có phát hiện ra bất kỳ một cái đường nào luôn. Rồi các bạn nhìn nè, chỗ này là một cái suối các bạn à. Bây giờ mình phải di chuyển qua cái cầu gỗ này nè. Quái cá trưởng, nào sập cầu không ta? Thôi chạy qua từ từ cho nó ăn. Rồi ok, ngon lành các bạn ơi. Đấy rồi ok, mượt mà luôn. Đó, như vậy là mình đã di chuyển được qua cái cầu gỗ đó rồi. Mình tưởng nó yếu nhưng mà nó mạnh không tưởng các bạn. Rồi
không có xe đảo chân ấy, thoải mái mà chạy luôn. Đường đất nên là nó hơi chập chờn này các bạn. Nên là các bạn thấy mình chạy nó cũng cung cung không? À, chỗ này như là rẽ trái. Nói chung bây giờ mình nhớ đường mình chạy rồi các bạn, chứ nó không có GPS dẫn đường gì hết trơn ấy. Giờ mò đường để chạy ra ngoài đường lộ lớn, chứ không có bất kỳ cái GPS nào dẫn đường cả. Khổ thật sự. Đi đường rừng là vậy đấy. Không biết có ra được hay không đây, hay là dính ở trong này luôn đây. Giờ làm sao đó ta. Ở đây như cũng có một cái đường rẽ nữa nè. Hình như là rẽ bên này, phải không ta? Mình cũng nhớ cho lắm các bạn. Mò đường để chạy ra lộ. Đây là một cái ngã ba nữa. Ngã ba này như cũng rẽ trái luôn thì phải. Khổ thân thật sự luôn các bạn. Đi đường rừng này không biết đường mà ra luôn ấy. Rồi, đây giờ quẹo đâu nữa trời. Để mình quẹo phải ra nha. Trong GPS thì nó đã hiển thị được cái đường lộ phía ngoài các bạn. Nhưng mà bây giờ làm sao để đi ra được cái đường đó mới là quan trọng. Ở đây chắc rẽ trái nữa quá. Thôi cứ rẽ trái rồi là hướng về cái đường lộ đi các bạn. Mong là sẽ đi ra được. Lại rẽ trái nữa các bạn. Đó, đam mê rẽ trái đi. Chắc từ từ cũng mò ra được đó. À đây, đây rồi đúng rồi. Cái chỗ này là cái ở một cái chỗ giao gỗ ở ngoài đầu lộ nữa nè. Đây mình nhớ lúc mà mình chạy vào ấy là nó ngay chỗ này nè. Rồi như vậy là mình tìm được đường ra rồi đấy các bạn. Đây. Ôi dồi ôi dồi. Ôi lách ra khỏi cái chỗ đó. Khỏi. Ôi dồi ôi dồi. Vãi cái trường. Lọt lỗ. Lọt hố. Rồi các bạn ơi, đây các bạn thấy cái nhà chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ rẽ trái cái là ra được cái đường lộ, tại vì mình nhớ là lúc mình quẹo vô là ngay cái xưởng nè, đây là cái xưởng các bạn, đó, thấy chưa? Đây cái xưởng gỗ rất là bự luôn ấy, đó, bây giờ phía trước ta là cái đường lộ rồi đấy, ôi rồi ôi, mò ra cả buổi, cả buổi cuối cùng chúng ta đi ra được đường lộ, ôi trời ơi, con ngựa, con bò vậy, con gì vậy? Con ngựa các bạn, thò lửa con ngựa mà cái màu như con bò, ấy. Tưởng nó con bò không, bò gì mà ốm nhơm ốm nhất. Rồi cuối cùng cũng mò ra được ngoài đường lộ nhựa cho các bạn. Ui con này con nhận phim ra lô nhựa nó chạy nhanh phải chứ. Ui dù cái gì đấy, lên 100 mấy km/h đúng không à? Thật à? Ui thật các bạn, bây giờ là 100 mấy km/h nè. Ui con này chạy nhanh thế nhờ. Ui dù 120 nè các bạn. Ui dù phải chữ xe tải đẳng cấp, xe tải gì chạy nhanh chứ gì. Hiện tại thì mình đang chạy trên cái đường nhựa các bạn, nhưng mà một tí ấy mình sẽ đi tắt qua một cái đường gọi là đường rừng không ta? Cái đó nó cũng không gọi là đường rừng lắm nhưng mà nó là cái đường đất. Đó, mình sẽ đi tắt qua cái đường đó để mình về nhà của mình. Các bạn biết sao mà mình mua mấy cái gỗ nhỏ nhỏ như vậy không? Tại vì ở nhà mình đang có một cái trang trại để chăn nuôi bò rồi các kiểu các bạn, nên là mình mua gỗ để về mình làm cái hàng rào ở xung quanh để bảo vệ cái trang trại của mình, để bò nó không có di chuyển ra ngoài, nó đi nó bỏ mình. Đấy, mắc một con bò lỗ mấy triệu đây. Nên là phải gọi là đầu tư làm chuồng các bạn. Mà mua gỗ các bạn biết là nếu mà mua được ngay cái chỗ mà ngay gừng như vậy đấy, nói chung là không có qua trung gian gì hết thì nó rất là rẻ luôn. Đó, nên mình quyết định là đi lên trên gừng mua gỗ về làm chuồng. Ui các bạn thấy đây là nguyên một cái vàng chuối luôn không? Đây là cái kinh chuối các bạn.
Rồi bây giờ mình sẽ rẽ trái nè để vào cái kinh này các bạn, nó là một cái đường tắt. Nhưng mà khi mà đi cái đường này nó sẽ về nhà nhanh hơn, nhưng mà có cái bù lại là mình phải đi đường đất này các bạn thấy không? Đây, đường đất. Và một số đoạn nó còn bị sình lầy nữa các bạn, không biết là một tí có đi qua được hay không, tại vì khi mà mình vận chuyển những cái gỗ như vậy là xe mình nó rất là nặng luôn. Ui, công nhận chuối quá trời chuối luôn nè các bạn, thù không? Hai bên đường ngập tràn chuối luôn. Chỗ này kiểu người ta ra trồng chuối để người ta bán hay sao ấy, chứ không phải là chuối tự nhiên đâu nha các bạn. Chuối tự nhiên đâu mà nhiều dữ vậy. Trong này hình như là một cái xưởng gỗ. Xưởng gỗ ấy các bạn. Đúng rồi. Ui dồi, cái dốc. Nó gọi là chạy mọc ấy các bạn. Tức là khi mà gỗ người ta đem từ rừng về chỗ đó thì nó sẽ thẻo gọt gì đấy, nói chung là cắt các kiểu gì đấy, nói chung là nó sẽ làm gọn gàng cho cái cây đó. Nó là cái xưởng mộc. Đây có chiếc máy cày nè, đúng rồi, nguyên xưởng luôn nè, à nguyên cái khu nhà luôn. Có ai trong nhà không? Đây chắc mấy nhà của mấy người nông dân ấy các bạn. Ủa các bạn nhìn cái đường nè, nó lên xuống qua lại nghiêng các kiểu luôn. Đó, đi đường đất thì nó sẽ có nhiều cái đoạn đường như thế này nè, đi nó hấp dẫn. Rồi nó lên nè, xuống nè, lên nè. Chưa? Chuẩn bị lên nữa nè. Lên nè. Đó, xuống nè. Ủa chỗ này nó có nuôi bò nè các bạn. Mình không thấy ai, chắc mình xuống mình phốt con bò về luôn á. Đây quá trời bò luôn nè các bạn. Ủa xuống. Quá trời bò luôn nè. Đây hút con bò về nuôi chắc là ngon lành luôn các bạn. Sao mà đường trống vậy ta, không thấy xe nào chạy vô vậy? Mình có tắt xe không vậy ta? Mà mình nhớ lúc nãy mình chạy là có xe mà. Hay là tại trong cái đường này nó không có xe chạy? Chỗ này lại một cái cầu nữa nè các bạn, mà cầu này bằng gỗ nè các bạn. Không biết qua được không nữa đây. Ui cái sông này dài vãi trưởng. Rồi rồi rồi, chạy từ từ quá nha. Đây là một cái cầu gỗ nha, cầu ván. Ui, xe mình hiện tại đang chở gỗ nên nó rất là nặng các bạn. Đó, nói chung là quạt cũng ngon lành. Đó, cũng được. Không đánh nổi các bạn. Không đánh nổi. Rồi qua luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn. Rồi. Ngon 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 ngon. Nhưng mà quan trọng là sao mình không thấy chiếc xe nào chạy chung với mình á đấy các bạn. Khả năng là cái đường này, cái đường đường đất ấy nên là ít ít người chạy. Ui xô, cái đường phía trước nó bị gì vậy các bạn? Hả? Ui cái đường này nó bị sình lầy rồi. Ui xô ơi, bây giờ phải bò qua cái đống sình lầy này các bạn. Ui xô ơi, vừa đi gọi là đường đường cầu bằng gỗ các kiểu đã sợ rồi, bây giờ còn thêm đường bị sình lầy nữa các bạn. Anh em phải bò qua cái đoạn này, mang thấy cái zip xe mà nó nhúng không, lên xuống rồi kìa. Con chó đeo dây an toàn vô không, một hồi là cắm đầu luôn ấy. Nó không đeo dây an toàn mà nó ngồi rồi nè các bạn. Ôi, lắc rung lắc rung lắc rung qua lại. Ui xe mà nó muốn bay luôn ấy mà, cái nhìn nè. Ôi nhõng đít nhõng đầu các kiểu. Rồi không sao, như vậy ta đã qua được cái đoạn mà bị sình lầy đó rồi. Ui, lên dốc, lên dốc. Những cái đoạn này thì nó ít xe các bạn, nó tranh thủ chạy về nhà. Qua cái đoạn đường đất này một tí nè các bạn, rồi xong mình lại ra cái đường nhựa nữa. Rồi cái camera mà nó gần quá ta, không nhìn được thấy cái đít xe các bạn nào. Mình phải nhìn từ đầu xe cho mày mới thấy được trọn vẹn cái xe mình nè. Gỗ nó chắc tờ lưa hết trơn các bạn thấy không, chắc xếp ngang xếp dọc các kiểu. Ui trời ơi,
lại gặp cái đường gọi là mission này nó rồi các bạn ơi. Thôi xong rồi, chạy đợt này về gọi là banh xe luôn nè. Rồi chuẩn bị xe cởi ngựa ái cà nhúng cà nhúng cà bay cà bay cà rồi thôi xong rồi. Nó còn gọi là đập vô cái đầu xe mình nữa. Nào chạy từ từ thôi. Ok, trời ơi một cốp rồi. Ui rồi ôi, ui rồi ôi, xe bay các bạn ơi, xe bay các bạn ơi. Ui lắc 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 lắc. Nào con chó kia mày đeo dây an toàn nhưng mày không đeo, hồi mày té bây giờ. Lắc lắc hồi nhỏ cắm đầu xuống đất nè. Nào qua qua lương qua lương qua lương qua lương. Ui rồi ôi, các bạn nhìn cái đường này đi khổ thật sự luôn ấy. Nhưng mà nó có một hai đoạn bị sình lầy như thế này đó các bạn. Đó. Rồi qua đây thì chúng ta chạy ngon lành rồi nè. Đó. Qua đây thì mình sẽ chạy đường đất lại bình thường. Ý, hình như mình chuẩn bị ra được lỗ nhựa hay sao ấy. Phải không ta? Tại mình thấy phía trước có cái ngã ba kìa. Trời ơi, các bạn nhìn cái đường đó. Đạp thắng lại, đạp thắng lại. Lên xuống. Lên xuống. Lên xuống. Rồi. Ôi, có xe lại nè các bạn. Thấy chưa, như là cái đường này nó ít xe các bạn, nó bị hạn chế xe. Rồi, mình sẽ quẹo phải nha. Ồ, không phải đường nhựa các bạn ơi, vẫn là đường đất thôi. Vẫn là đường đất nhưng mà có cái là mình đi ở ngoài này mình không có bị cô đơn lẻ loi. Chạy mình nên. Xe mà nó chạy phía sau của nó lên bụi đó nè. Đấy. Xe chạy càng nhanh bụi nó càng gọi là cao ấy. Nên là gọi là chiếc xe phía trước nó chạy thì chiếc xe phía sau nó hưởng bụi hết. Toàn bụi, toàn bộ bụi bao nhiêu là nó hưởng hết. Anh thấy không? Cái này mà kiểu như mà phía sau có chiếc xe máy nào nó chạy ấy. Chắc gọi là ăn bụi hết luôn ấy. Ý, hình như mình chuẩn bị vào thành phố rồi. Vào đây là đi đường nhựa đây rồi. Ôi ôi. Nào cho em qua cái đi anh trai. Cho không? Ủa, cái đường ổ gà không vậy? Ủa, ổ voi luôn này các bạn. Trời ơi. Ê, cho qua, cho qua, cho qua, cho qua, cho qua, cho qua. Ui, qua được rồi, mày quá. Xém hùng nhau nha. Rồi, như vậy là mình đã về được thành phố rồi nha các bạn ơi. Không còn đi đường gừng nữa. Công việc của mình bây giờ lại tiếp tục đi về nhà thôi. Nhà mình thì nó nằm ở cái trang trại. Vào đây là đông xe đấy các bạn. Trong này thì nó cho chạy có 40 km/h thôi. Không có chạy nhanh như lúc đầu được đâu. Ui. Cái đường nó bị lỗi hay sao? Sao nó bóng bóng vậy? À có cây xăng đấy nè các bạn. Những cái cây xăng này giống như cái cây xăng ở quê ấy, kiểu nó nhỏ nhỏ ấy. Đây nó sẽ có những cái trạm dừng của xe khách đấy, xe buýt đấy. Ủa sao dừng xe lại giờ đồng chí? Qua luôn. Chạy luôn bạn. Có xe nào đâu mà dừng. Bây giờ mình sẽ lên cái cao tốc này, mình chạy một đoạn thôi các bạn. Mình sẽ nó tới cái trang trại của mình luôn. Rồi mình nhanh trái nha, sao mà nó cứ cà dừng hoài thế nha. Nhường xe chạy xuống thì sao ấy. Qua mặt luôn. Dừng hoài. À, chạy đi, sợ gì, có xe nào đâu. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ chạy lên cao tốc nè. À. Rồi, nhanh vào. Lên cao tốc thì nói chung là chạy thoải mái luôn các bạn. À, nhanh trái qua luôn.
Và công nhận cao tốc mà cảnh đẹp phải chưa các bạn, nhìn có cây cối được các kiểu kìa. À không, chỗ này cây xăng các bạn ơi, phía trước bên trái là cây xăng, bởi nó trồng cây các kiểu nè, bởi vì nó giữa cao tốc mà sao có cây cối này nọ rồi nhìn nó đẹp phải. Chỗ này là cây xăng đấy, cũng như là cái trạm dừng chân luôn ấy. Test tốc độ con này cho các bạn xem nhé, hiện tại nó đang là 130 34. Con này chắc có thể lên được khoảng 150 các bạn. Ngồi được 140 rồi nè. Nhưng mà mình phải rời khỏi cao tốc rồi. Con này nếu mà đạp cố tình đạp với các bạn thì nó lên được khoảng 150 ấy. Rồi mình sẽ rẽ phải móc vô trong này nè các bạn để mình rời khỏi cái cao tốc. Đi cao tốc một đoạn thôi. Rồi tiếp tục rẽ trái. Có xe không đây? Rồi rẽ trái các bạn. Con này mà vô số 1 đạp nó không muốn chạy luôn các bạn. Chữ số 1 con này nó chỉ có cái độ mạnh để gọi là có cái chớp mạnh để giọt thôi, chứ nó không có cái tốc độ chạy nhanh. Rồi như vậy là mình đã gần đến trang trại của mình rồi nha, nó nằm đâu trên cái đường này nè các bạn. Wow, chỗ này người ta làm cái gạo trắng là đẹp phải chứ đúng không? Đó, chỗ này là một cái trang trại nữa nè, đa số là khu này người ta nuôi bò rất là nhiều luôn, tại vì chỗ này nó có nhiều cỏ các bạn, người ta nuôi bò rất là nhiều. Rồi mình đã thấy được cái trang trại của mình rồi, các bạn nhìn lên GPS đi. Đó, cái trang trại mình nó nằm phía trước rẽ trái đấy. Ồ, thấy chưa? Chỗ này là mênh mông cỏ luôn. Tha hồ mà nuôi bò. Đây, cái nhà mình nó nằm trên này nè các bạn. Đấy, một cái nhà duy nhất. Mình gọi là bao hết khu này mà. Rồi mình sẽ nhanh trái để coi có xe phía sau không nha. À, không có xe phía sau. Rồi mình sẽ quẹo quẹo vào. Đó, các bạn thấy cái trang trại của mình nó quy mô chưa? Rồi quẹo vào nha. Mở cổng ra. Cái máy cài đó nè, ôi dồi. Cái đường này đã kêu nó sửa lại mấy lần rồi, nó còn chưa làm cho nó gọi là đẹp đẽ, đi cho nó ngon lành nữa các bạn. Ủa vậy trường. Đây. Đây là cái nhà của mình các bạn, còn cái trang trại thì nó sẽ nằm xích vô đó một tí, nó nằm ở trong đó đấy các bạn. À, nằm tiếp trong đó đấy. Đó. Tiếp trong đó. Còn bây giờ mình sẽ lên nhà mình thôi. Chắc mình gia cái đít vào đi ha. Gia cái đít vào, nửa ga cho nó dễ. Cái đít mình gia nổi lên trên cái nhà không ta? Rồi. Đây, có cái bãi đất trống luôn nè. Gia vào đây luôn. Ok. Đó, đây có thể nhìn được thấy cái trang trại của mình bò đằng kia các bạn thấy không? Tiếp đằng kia đấy. Rồi. Thôi tắt máy đi nào. Rồi. Đó, nguyên một ngày gọi là vận chuyển gỗ đi về nhà cuối cùng cũng đã hoàn thành các bạn. Và bạn nào thấy video của mình hay đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như là đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha. Bạn nào muốn mình tiếp tục trải nghiệm những cái chiếc xe nào nữa thì comment phía dưới mình biết, mình sẽ làm thêm cho các bạn xem. Còn bây giờ mình chắc mình sẽ kết thúc video tại đây và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah!